cuộc đời đã cho ta tất cả tình yêu. Hạnh phúc vẫn quanh đây trong mỗi con người. Ngày ngày vẫn theo ta nước mắt nụ cười. Vẫn đâu đây buồn vui đắng cay. Đau đau. Tại sao lại dùng người ta nhìn lén? Sẽ theo ta. Hay là cô đã biết điều đó? Như những cố tình lợi dụng anh Tịnh. Hãy sống với con tim tràn đầy yêu thương. Tình yêu là vĩnh cửu đến cuối cuộc đời. Anh thôi, thôi. Nụ cười là mãi mãi trong lòng chúng ta. Anh nhắn cả em nha. Tình yêu trong mỗi trái tim con người. Hãy yêu nhau cho đến ngày sau. Nhất định tôi cũng để cô bước vào căn nhà này đâu. Là những giấc mơ tươi đẹp cho ta tràn ngập ước mơ. Hãy yêu cho đến hết cuộc đời. Dù ngày mai biết có ra sao, thời gian sẽ luôn chứng minh một điều: tình yêu không bao giờ phai. Mẹ, ăn cơm luôn nha con. Mẹ tưởng là con ăn luôn bên đó rồi chứ. Để mẹ đi lấy chén. Dạ. Cảm ơn mẹ. À, ăn đi con. Con thấy dạo này anh Tịnh đỡ hơn trước rồi đó mẹ. Bé Tịnh Duyên càng lớn càng dễ thương. Phải chi mà Duyên nó... Thôi con, cố gắng quên những chuyện không vui để sống với hiện tại. Đừng có buồn mãi như vậy. Lâu nay con có thấy bà Lữ Thái không? Bữa giờ con bận bề quá nên con ít ghé. Sợ gặp nhau rồi lại. Mẹ mới biết tin bác ấy tặng hết gia sản tiền bạc cho hội từ thiện. Có chuyện đó nữa hả mẹ? Ừ. Rồi giờ bác Thái sống sao? Ai mà biết gì ấy sẽ ra sao phải không con? Mới ngày nào còn tranh quyền đoạt lợi, mà bây giờ thì... Thời gian có sức bào mòn con người ta khủng khiếp vậy sao? Nhưng có lẽ thay đổi vậy tốt hơn mà, phải không? Con chào bác. Chào con. Con đã vô chùa rồi thì hãy vào thắp nhang lạy Phật đi con. Dạ. Dạo này bác khỏe không? Thấy con tới tận đây là bác biết trời Phật đã dần dần tha thứ cho mình rồi. Dạ con... Bác có lỗi với con nhiều lắm.
Trước đây bác đối xử với con không ra gì, nên con không giận nữa là bác đã mừng lắm rồi. Lúc trước con cũng còn nhỏ dại, bác không chấp con là may lắm rồi. Ở đời mình gieo nhân nào thì gặt quả đó con à. Trước đây bác ham mê tiền bạc, nhiều khi bác làm mọi thứ để chiếm đoạt những điều mình muốn. Nhưng đến cuối cùng, tài sản lớn nhất của đời mình là đứa con, bác lại không giữ được. Bác đừng quá đau buồn. Từ ngày thằng Thông mất, bác nhận ra mình chẳng còn gì cả. Tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa con à. Bác sống ác với nhiều người, ganh ghét với nhiều người, nên cuối cùng phải trả giá con à. Bác ơi, bác đừng nói như vậy. Không con à, bác không sao đâu. Bác thấy nhẹ lòng lắm rồi. Tiền bạc của bác làm ra tuy không phải là thiện tâm lắm, nhưng cũng là mồ hôi nước mắt trong sạch. Hy vọng đem giúp đỡ người này người kia thì chuộc được lỗi lầm của bác con à. Coi như đời bác như vậy, tới đây là đã nhẹ nhàng rồi. Thằng Thông bên kia cũng thấy yên lòng. Con còn trẻ, hãy cố gắng sống tốt, sống vui, chứ đừng có tham vọng giống như bác. Nếu mà có gặp ai đó tốt mà thương con thì con hãy quên thằng Thông đi để đến với người ta nha con. Dạ con biết rồi, con sẽ sống thật tốt. Bác đừng lo, đừng lo cho con nữa. Điều quan trọng nhất của anh bây giờ là em phải mau khỏe lại. Chuyện của hai đứa mình cũng đã được mọi người chấp nhận rồi, như vậy là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà còn Kiệt thì sao hả anh? Làm sao mà Kiệt chấp nhận được chuyện của em và anh quen nhau? Thì nó cũng phải chấp nhận chứ. Sau khi mà thôi, em cũng đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chỉ cần biết em với anh có thể ở bên nhau, sống cuộc sống hạnh phúc với nhau là được. Thôi, vô nhà đi, em còn yếu, đừng có ra gió nhiều. Anh chịu em một lần được không? Em thích ngồi ngoài này hơn.
Alo, con gái hả? Dạ, con đây ba. Ừ, sao, con khỏe hẳn chưa? Dạ, con khỏe hơn nhiều rồi, ba đừng có lo. Ba ở nhà bán quán lại chưa? Bán rồi, đông lắm. Dạ, vậy ba ráng bán đi nha, con về rồi con phụ với ba. Thôi, con ráng con dưỡng bệnh đi, quán xá ba lo được mà. Dạ, con biết rồi, con cảm ơn ba. Ba giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Kiệt. Nữ, tôi xin lỗi nữ. Mọi chuyện đều do tôi ích kỷ, nhỏ nhen nên mới ra nông nỗi này. Những ngày thấy ba chạy đôn chạy đáo lo cho nữ, tôi mới thấy thương ba và hối hận vô cùng. Nếu nữ cũng thương ba tôi thì bỏ qua cho tôi nha. Thôi, Kiệt đừng có làm như vậy nữa. Tôi không, không. Chừng nào mà nữ tha thứ cho tôi á, tôi mới thấy nhẹ lòng được. Tôi muốn nói hết với nữ để cho tôi bớt áy náy và đỡ xấu hổ với bản thân hơn. Chuyện qua rồi mà Kiệt, thì cứ để cho nó qua đi. Nhưng mà tuy nhiên, có những chuyện nhiều người biết á, sẽ không hay. Nếu nói dối á, mà không làm hại đến ai thì cũng nên làm mà. Kiệt ngồi xuống đi. Những vết thương bên ngoài rồi cũng sẽ lành thôi. Trước đây nữ bị ám ảnh vì sự phản kháng của Kiệt. Giờ đây chuyện đó đã được tháo gỡ rồi. Mình tin là cả ba người chúng ta cũng sẽ thấy nhẹ lòng. Chỉ cần Kiệt chúc phúc cho nữ và ba của Kiệt. Dù nữ có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng đáng mà. Vậy là nữ không giận tôi. Dạ, không bỏ ba tôi chứ. Nữ, nữ có yêu ba tôi thiệt không? Đôi khi nữ cũng tự hỏi lòng mình vậy đó. Nhưng mà tình yêu là gì thì không ai đoán trước được. Không phân biệt hoàn cảnh hay là tuổi tác của nhau. Ban đầu thì nữ cũng sốc lắm, nhưng bây giờ nữ tin chắc là ba của Kiệt chính là người mà nữ đang tìm kiếm. Cảm ơn nữ. Cảm ơn nữ nhiều lắm. Nè, lâu lâu á em gọi thăm nữ. Nếu mà hết thuốc á, em nói anh gửi lên nha. Sao anh không nói đi? Anh sợ nữ ngại thôi. Với lại chỗ bạn bè em quan tâm cũng tiện hơn. Cũng biết cách lấy lòng bạn em quá ha. À anh nè, bé Tình Duyên bây giờ dễ thương lắm. Cứ mỗi lần nghe được tiếng em về là nó ê a đòi thêm liền đó. Không có mẹ mà nó ngoan gì đâu á, thấy thương lắm anh à. Ừ, con nít đứa nào cũng dễ thương hết. Em nè, mà anh thấy Hà với Tịnh cũng đẹp đôi đó chứ. Có thêm bé Tình Duyên nữa, trở thành một gia đình rồi.
Anh nói gì kỳ quá à? Lại nghĩ lung tung nữa rồi. Thì anh nói thiệt chứ kỳ gì đâu. Đâu phải ai cũng đủ sức để chăm lo cho cháu kỹ càng như vậy đâu. Em không thấy Hà cao cả hả? Nhờ yêu em, anh mới biết được những người bạn nhóm ngu quái của em. Mỗi người một tính, nhưng mà thương nhau một cách kỳ lạ. Ủa, vậy mỗi lần chị Thư đến nhà em gặp Hà thì sao? Thì cứ kể chứ sao. Liên quan gì tới chị ta? Mà em á, cũng ghê gớm quá ha. Thôi, mình ăn bánh xèo đi anh. Lâu rồi em cũng không ghé nhà nữ thăm chú Nhân nữa. Thôi mình đi em. Dạ, để con. Nó đảm đang thiệt á. Dạ, chúc anh ăn ngon miệng. Đấy. Hả? Đấy. Gì? Em thấy anh có dáng phục vụ tốt hơn là làm kiến trúc sư á. Good. Nói em nghe nè, cái gì anh làm cũng được hết trơn á. Vậy? Cái gì anh làm cũng được hết trơn á. Vậy mà sao em thường xuyên thấy có một người lên sân thượng dù đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao? Ủa là sao? Lại có ý tưởng chứ sao? La cái gì là cũng đủ. Dám ý tưởng đâu. Người ta lên sân thượng, người ta ngắm sao cho lãng mạn đó. Ồ. Em. Vậy. Đó. Đó. Cái này mới đích thị là lãng mạn nè. Còn anh đó hả? Quên đi. Không biết con nữ sao rồi. Giờ mà có nó nữa thì vui biết mấy. Con cũng đỡ rồi em. Vài bữa nữa là nó về đó. Nó mới gọi cho anh nè. Vậy hả? Anh á, chỉ mong sao cho mọi chuyện mau qua sớm. Chờ cho con nữ nó tai qua nạn khỏi rồi thì gia đình mình đoàn tụ một nhà luôn. Em ơi. Cái gì? Nghe ba nói á, anh muốn dọn về đây ở chung luôn quá. Nếu như vậy thì anh cứ ráng lo làm tốt đi. Ừ, anh ráng. Rồi mà. Xong cái nhà anh về, nhà em ở. Làm không tốt á hả? Là tôi khỏi cho phụ bán bánh xèo luôn, chứ ở đó mà chung riêng. Ủa? An, sao đang qua nhà tôi vậy? Ủa? Chào mọi người. Bác sĩ Hiếu, anh cũng qua đây ăn bánh xèo luôn hả? Ừ. Ba mẹ ơi, anh An á, dắt người yêu qua ra mắt ba mẹ nè. Ra đi anh. Dạ, con chào hai ba. Chào con chú. Dạ. Gia đình mình bữa nay quay quần đông đủ quá ha. Bây giờ bà quyết định đãi cả nhà mình một bữa bánh xèo miễn phí luôn. Quang hô. Cháu nội của bà sốt cao quá. Thôi, ông nội quạt nè. Đây thôi. Ông lấy dùm khăn ướt dùm cái coi. Đây nè, bác lành tráng cho nó. Mau lên. Nè, ông nội chậm lên cho con nha. 39 độ, lúc nãy mới 38 độ mà. Đây. Ôi, lại đây cô ẩm nè. Bà nội lại la con nữa rồi phải không? Sốt quá. Con gọi cho anh hai chưa? Dạ chưa. Nãy giờ con lu bu quá quên gọi. Đây. Ông nội bồng con nghe. Anh nghe nè. Ngoan đi con. Anh hai ơi. Bé sốt cao quá anh hai ơi. Em gọi cấp cứu đưa bé vào bệnh viện đi. Anh ở đây chờ nha. Ba mẹ ơi, đưa bé tới bệnh viện nhanh lên. Đi. Con ơi, đừng làm ba lo.
Ba và ông bà chỉ còn mình con thôi. Con mà xảy ra chuyện gì, làm sao ba chịu nổi em? Mẹ, cháu sốt từ khi nào mà ba mẹ không cho con hay? Con nít nó hay sốt mà con. Mấy lần trước nó cũng bị sốt, ba mẹ cho uống thuốc rồi cũng hết. Lần này mẹ nghĩ nó cũng như vậy nên không báo cho con biết. Ai ngờ con bé nó sốt cao như vậy. Mà lỗi cũng do con. Con không quan tâm tới bé nhiều. Bé bị bệnh mà con cũng không hay biết gì. Bé sao rồi anh? Tình hình có nguy hiểm không? Bé sốt cao lắm Hà ơi. Bác sĩ đang khám cho bé ở bên trong á. Bác sĩ ơi, cháu tôi có sao không bác sĩ? Anh Tịnh, tôi có thể nói chuyện riêng với anh không? Anh cứ nói ở đây cũng được, không sao đâu. Hiện nay, qua kết quả xét nghiệm, chúng tôi thấy bé có triệu chứng suy tủy. Đây là hồ sơ của cháu bé, anh đọc xong rồi gửi lại cho tôi. Anh hai, như vậy là sao anh hai? Mạo Trắng, không thể nào đâu, không thể nào đâu. Trời ơi. Mẹ, mẹ ơi. Thưa mọi người, tôi đã xem qua những kết quả xét nghiệm cũng như là những triệu chứng của bệnh nhân Tịnh Duyên. Kết luận cho thấy bé Duyên mắc chứng bệnh ung thư máu, cần phải nhập viện gấp để theo dõi. Đồng thời yêu cầu người nhà của bệnh nhân đi xét nghiệm tủy để tiến hành phẫu thuật cho bé. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm tủy từ người nhà của bệnh nhân, phải thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân, phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Còn riêng bác sĩ Thanh Tịnh, tôi nghĩ là trong thời gian này anh có thể nghỉ ngơi để tập trung lo cho con của mình. Nên tôi quyết định bổ nhiệm bác sĩ Thái sẽ thay thế công việc của bác sĩ Tịnh trong thời gian này. Dạ. Cảm ơn trưởng khoa cũng như các anh chị đồng nghiệp đã thông cảm. Tôi sẽ đi làm xét nghiệm tủy ngay sau cuộc họp kết thúc. Bằng mọi giá, tôi xin các anh chị hãy cứu sống con tôi. Sao rồi con? Sao rồi anh? Con? Sao rồi anh? Cuộc họp sao rồi? Khó khăn lắm em ạ. Bây giờ chỉ trông mong vào mọi người trong gia đình thôi. Thôi An, em đưa ba mẹ về nghỉ đi. Thức suốt đêm rồi còn gì. Bây giờ anh đi xét nghiệm tủy đây. Làm sao mẹ có thể nghỉ ngơi được khi cháu mẹ đang ở trong kia kìa. Trời ơi, cháu của tôi có tội tình gì đâu.
mà bắt cháu tôi phải bị bệnh bạch huyết vậy? Anh hai, em cũng muốn đi xét nghiệm. Thêm một người là thêm hy vọng mà. Để ba mẹ xét nghiệm luôn xem sao. Thôi, ba mẹ về nghỉ ngơi cho lại sức đã. Ba mẹ lớn tuổi, lại thức cả đêm rồi. Mất sức như vậy, người ta không cho xét nghiệm đâu. Ba đưa mẹ về đi. Ở đây có con, An và Hà với bé là được rồi. Thôi, mình về đi em. Nghỉ ngơi để cục có sức xét nghiệm mà cứu cháu nữa. Ba mẹ về trước nha. Thôi, tụi em về phòng xem mấy tình duyên như thế nào rồi. Dạ. Anh Tịnh, em biết lúc này tâm trạng anh không tốt. Nhưng mà nếu anh cứ như vậy, làm sao mà anh lo cho bé được? Thư, em là người có kinh nghiệm trong việc điều trị ung thư máu. Em nói thật cho anh biết đi. Khả năng bé khỏi bệnh là bao nhiêu phần trăm? Thật sự thì rất khó nói trước điều gì anh à. Vì chúng ta phải kiếm được người có tủy tương thích 100% tỷ lệ miễn dịch với tủy của bé nữa. Bây giờ anh cứ vận động hai bên nội ngoại của bé đi làm xét nghiệm đi anh. Biết đâu mình tìm được người phù hợp thì sao? Cố lên nha anh. Dù thế nào vẫn có em bên cạnh anh mà. Thư à, anh cảm ơn em rất nhiều. Nhưng bây giờ em biết anh muốn nói gì rồi. Nhưng đó là tấm lòng của em với anh. Em mong anh hiểu. Mọi chuyện như ngày hôm nay, tất cả đều là lỗi của tôi. Trời ơi, sao ông trời lại không trừng phạt tôi, mà phải bắt tôi, phải bắt cháu tôi phải hứng chịu khổ như thế này. Tội nghiệp cháu tôi, vừa sinh ra phải xa mẹ. Cháu tôi sinh ra đã phải xa mẹ, bây giờ phải mắc chứng bệnh hiểm nghèo này. Ngày trước anh đã làm nhiều chuyện khổ em và con, nên hôm nay ông trời ông mới trả báo anh. Tất cả đều là do anh hết. Tất cả đều do anh. Anh đừng nói vậy mà. Tất cả đều do ông trời sắp đặt. Mình không thể nào cưỡng lại được đâu anh. Không được. Không được. Ngày mai anh và em phải tới bệnh viện xét nghiệm tủy. Biết đâu
vợ chồng mình có tuổi phù hợp với Tịnh Duyên. Dạ, phải. Đúng rồi đó anh. Đúng rồi, biết đâu tuổi của mình lại hợp với cháu. Con cũng muốn đây, con cũng muốn cứu bé Duyên. Chị hai cũng đưa em đi nha. Chúc Diễm Hoan, hai em còn nhỏ lắm, bác sĩ không cho xét nghiệm đâu. Hai em ở nhà ngoan, sau này bé Tịnh Duyên hết bệnh, lúc đó chị đưa hai em đi thăm cháu có được không? Dạ. Hà, qua đây mẹ hỏi chút con. Tịnh Duyên sao rồi con? Bé đang nằm ở phòng theo dõi mẹ à. Bây giờ phải chờ người có tuổi phù hợp mới có thể làm phẫu thuật được cho bé. Tại sao tai ương lại liên tiếp đổ xuống như vậy chứ? Mà ba con đã biết chuyện này chưa? Con mới từ nhà ba về. Ba đau khổ lắm mẹ ơi. Con sợ ba sẽ không chịu nổi cú sốc này. Tội nghiệp ba con. Ông ấy khó khăn lắm mới vượt qua được nỗi đau mất con. Bây giờ thì đến cháu ngoại đổ bệnh. Hà nè, con cố gắng động viên, an ủi ba con trong thời gian này nha. Ba con thấy vậy chứ, ông yếu đuối lắm con à. Ráng lên nha con. Mẹ yên tâm đi, con biết phải làm gì mà. Vợ chồng anh mới đi làm xét nghiệm về, mong là kết quả được như mong muốn. Chị Diệu xét nghiệm xong chắc mệt lắm anh. Cô ấy về nghỉ ngơi trước rồi. Mấy ngày nay vợ chồng anh cảm thấy bất an lắm. Những gì làm được cho cháu cũng đã làm hết rồi. Bây giờ thì chỉ biết chờ đợi thôi. Anh chị cũng đừng lo lắng quá. Em tin Tịnh Duyên sẽ được cứu thôi. Ông trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu. Cảm ơn em đã luôn quan tâm và chia sẻ những khó khăn với gia đình anh. Sao con? Cháu sao rồi con? Có cách nào chữa cho nó không con? Em Ngồi đi. Em cứ bình tĩnh đi. Con nó mới về, để con nó ngồi xuống nghỉ ngơi cái đã. Bây giờ phải đợi kết quả xét nghiệm tủy của gia đình mình và bên gia đình Duyên, xem có tủy phù hợp không mới có thể biết được mẹ. Vậy là còn hy vọng hả con? Con về đây rồi lấy ai chăm sóc cho Tịnh Duyên? Thanh An đi học về đã vào với bé rồi. Ba mẹ cứ yên tâm. Thôi, con lên lầu đây.
Sao mà con tôi, cháu tôi phải khổ như thế này hả trời? Thôi mà em, đừng có khóc nữa. Con nó thấy là buồn hơn đó. Vẫn còn hy vọng vào kết quả xét nghiệm mà em. Duyên ơi, em ở trên trời có linh thiêng thì phù hộ con mình tai qua nạn khỏi nha em. Em có muốn trách thì hãy trừng phạt anh đi, vì anh đã mặc kệ, không quan tâm tới con của chúng mình. Trời ơi, tôi đã làm gì sai mà ông phải trừng phạt tôi như vậy chứ? Ông đã cướp đi vợ tôi, bây giờ tới con gái tôi ông cũng không tha sao? Thôi, hai bà đừng có lo quá. Bây giờ nhìn bộ dạng của hai bà như vậy, người ngoài nhìn vô còn nhục chí, huống chi là người trong cuộc. Nói tôi biết coi, tình hình của bé Tịnh Duyên sao rồi? Chưa biết nữa, đang chờ kết quả xét nghiệm tủy của những người trong gia đình rồi mới biết được. Cháu Tịnh Duyên cứ sốt liên miên như thế này thì làm sao nó chịu nổi chứ? Nhìn cháu mà làm tôi đau như lửa đốt. Hai bà cứ bình tĩnh đi, chứ bây giờ có sốt ruột á, mình cũng không có giải quyết được cái gì đâu. Ê, à. Ê, bà khỏe chưa mà sao mà vô đây vậy? Tôi khỏe hẳn rồi. Tôi vừa về tới nhà, nghe ba má tôi kể lại, tôi chạy vô đây liền nè. Mà sao vậy? Sao vậy hả? Tại sao lại ra nông nổi như vậy chứ? Bé bị sốt, đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói ung thư máu, phải chờ có tủy thích hợp mới cứu sống được bé. Trời ơi, sao lại xảy ra chuyện này chứ? Thôi, Hà về nghỉ sớm đi. Hà cũng ở đây từ sáng tới giờ rồi. Thôi, Hà đi về đi. Ngọc, bà đưa Hà về đi. Để tôi ở lại đây với An được rồi. Thôi, Hà là được mà. Thôi, Hà về nghỉ đi. Về nghỉ đi Hà. Có gì tôi á, về nha. Nhắn tin cho tôi nghe nữ. Ừ. Uống nước đi con. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn gì? Hôm nay sức khỏe của Tịnh Duyên có đỡ chút nào không con? Dạ, bé vẫn sốt liên miên rồi gì, các bác sĩ vẫn phải theo dõi. Sáng nay mẹ có gặp ba con. Ba con với chị Diệu cũng đã đến bệnh viện để làm xét nghiệm tủy rồi. Hy vọng sẽ có kết quả tốt, kịp thời để phẫu thuật cho Tịnh Duyên. Mong rằng sẽ có tủy phù hợp để cứu sống bé. Nếu không thì... Dì với Hạ đừng có quá lo lắng. Y học bây giờ tiến bộ lắm, chắc chắn là bé Tịnh Duyên sẽ được cứu chữa mà. Với lại con đọc trên mạng thấy nước mình có nhiều ca bị máu trắng, nhưng mà vẫn được cứu sống đó thôi. Thôi, uống nước đi hai con. Dạ. Thưa mọi người, trên tay của mỗi người là tất cả những mẫu xét nghiệm máu và tủy của người nhà bệnh nhân Tịnh Duyên. Và
Tôi rất tiếc khi phải nói rằng không có mẫu xét nghiệm nào phù hợp với tủy của bé. Chúng tôi đã liên hệ với các bệnh viện vệ tinh để hỗ trợ tìm tủy phù hợp với bệnh nhân. Tôi và các bác sĩ phụ trách bệnh nhân Tịnh Duyên đã thống nhất với nhau. Trong thời gian chờ ghép tủy để phẫu thuật cho bé, chúng tôi sẽ điều trị diệt tủy trước khi ghép tủy cho bệnh nhân. Kết quả xét nghiệm sao rồi con? Không có tủy phù hợp cho bé mẹ. Hay mình đưa cháu ra nước ngoài chữa trị đi con. Đi nước ngoài xa xôi, con sợ trong lúc đi có biến chứng xảy ra với bé. Con quyết định rồi. Con sẽ tiếp tục chờ đợi cho tới khi có tủy phù hợp với con. Dậy đi con. Nằm hoài như vậy không tốt đâu. Hôm nay mẹ không đi làm hả? Mẹ định vào nói với con. Lát nữa, hai mẹ con mình đi mua một ít đồ, rồi ghé viện thăm Tịnh Duyên. Con thấy sao? Con sao vậy hả? Mới sáng sớm mà con đã than ngắn thở dài là sao? Lúc trước, con luôn nghĩ rằng chỉ cần mình sống tốt thì mình sẽ có được hạnh phúc. Nhưng bây giờ con nghiệm ra rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều chuyện trớ trêu quá mẹ à. Đời đâu có ai đoán được điều gì sẽ xảy ra đâu con. Điều quan trọng là mình phải biết chấp nhận để vượt qua nó con à. Hà nghe nè An. Hà hả? Có gì không An? Hà ơi, kết quả xét nghiệm của gia đình mình không ai có tủy thích hợp với bé hết. Anh Tịnh nói bây giờ phải chờ đến khi nào có người hiến tủy phù hợp thì mới có thể làm phẫu thuật được. Ừ, Hà biết rồi. An nó nói chuyện gì mà con thừ người ra vậy hả? Tất cả mọi người đều không ai có tuổi phù hợp với Tịnh Duyên hết mẹ ơi. Thay đồ rồi hai mẹ con mình vào bệnh viện có thế nào? Con chờ gì? Tôi gọi điện báo đã kiếm được người có tủy và nhóm máu phù hợp rồi. Tịnh Duyên được cứu rồi. Chuyện đó thật không anh hai? Cho bao ước mơ vậy là tốt quá. Tràn trong những niềm vui. Nếu như trưởng khoa và mọi người tin tưởng bên nhau vui đùa, em xin được phép chỉ có là phẫu thuật dinh mà thôi. Trong ca phẫu thuật lần này, tình yêu trong những giấc mơ. Cô Thư là một bác sĩ giỏi, em đụng đến anh cũng đến bên cuộc đời. Em bỗng chốc xa tôi. Dạ thưa bác. Dạ. Nữ đã những lời cầu hôn của con rồi hết, nên con mong bác xin cho em giữ mãi tháng năm này là những gì đẹp nhất trong đời em. Nhớ những lúc tung tăng trời đùa, lòng vội nghĩ không bao giờ rời xa. Chỉ
chia tay thôi, những tháng năm này mỗi cuộc đời là mỗi niềm vui. Nhớ những lúc bước trên sân trường, giờ chỉ là kỷ niệm mà thôi. Sao rồi em? Cảm ơn anh. Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe và trở về với mọi người nha. Em cảm ơn anh đã đến tiễn em. Có gì đâu, qua đó đừng quên giữ liên lạc về nhà với mọi người nha.